bây giờ nghệ sĩ Minh Phương sẽ xuống trực tiếp từ bên dưới. Và nghệ sĩ Minh Phương sẽ xuống trực tiếp từ bên dưới để gần hơn. Có thể gần hơn với tất cả quý vị và các em nhỏ thiếu nhi vào trong buổi tối ngày hôm nay. Của thế hệ xiếc tương lai của Việt Nam.